Đây sẽ là mẹo xịt nước hoa mùa hè cứu bạn khỏi bị ăn tát nha. Hello hello, lại là Thoa và những video hữu ích về nước hoa đây. Các bạn có để ý rằng dạo gần đây có gì mới hay không? Ủa gì vậy? Quả thật là mùa hè đã đến rồi chứ còn gì nữa. Như các bạn đã biết, mùa hè chính là thời điểm cơ thể của chúng ta tiết ra nhiều mồ hôi hơn, khiến cho cái mùi hương nước hoa của bạn dễ bị biến dạng và trở nên nồng gắt hơn. Đúng rồi. Do đó, cái việc lựa chọn sử dụng nước hoa đúng cách trong những ngày hè là vô cùng quan trọng để tránh gây khó chịu cho bản thân và những người xung quanh. Và ngay ngày hôm nay, với cái nóng oi bức của ngày hè thì Thoa muốn chia sẻ với các bạn một số mẹo khi mà sử dụng nước hoa để không gây sự khó chịu bởi vì mùi hương quá là nồng nặc nhá. Anh chị em nào mà muốn xịt nước hoa vào những ngày hè mà vẫn e ngại thì bơi hết vào đây nha. Đầu tiên là mùa hè thì hãy lưu ý xịt một lượng nước hoa vừa đủ thôi. Đừng sợ người khác không ngửi thấy mùi mà lỡ tay dùng nhiều nha mọi người. Thời tiết mùa hè đôi khi là gió thoang thoảng nên là mùi hương nước hoa dễ dàng lan tỏa hơn rất nhiều rồi. Do đó, bạn chỉ cần xức một lượng vừa đủ thôi thì để cho cơ thể của bạn tỏa hương thoang thoảng cũng là một cách hợp lý. Khi mà bạn xịt quá nhiều thì sẽ khiến cho mùi hương trở nên là nồng nàn và gây khó chịu nha. Đúng rồi. Và để lấy ví dụ cho mọi người dễ hiểu, một số mùi hương thật sự là dịu nhẹ như là hương hoa cỏ Miss by Jubilee của Jubilee chẳng hạn, thì các bạn có thể sử dụng 3 đến 5 shot thì mới xi nhê. Nhưng mà những cái mùi nồng như là Coco by Jubilee thì các bạn dùng 6 đến 8 shot thì cái lượng tinh dầu của nó cảm tưởng như là muốn giết người hàng loạt luôn ấy. Thì cũng là như vậy thì không chừng là sẽ bị ăn tát đấy nha. Ngoài ra là với mỗi ngày mùa hè mà dùng tinh dầu nước hoa ấy thì Thoa sẽ thường là sử dụng từ 3 cho đến 5 điểm, trong đó có 2 điểm ở bên hai vai. Và đây là một cái vị trí rất hay mà không phải ai cũng biết nhá. Khi mà bạn xức nước hoa lên vai thì mùi hương tạo nên một cái bong bóng hương trong một cái vòng cánh tay chẳng hạn này. Thì mỗi khi mà chúng ta di chuyển thì mùi hương đó sẽ trở nên dao động hơn trong không khí và tỏa xa cho những người xung quanh, cực kỳ là cuốn hút nha. Và một vị trí khác là ở dưới cổ, ở dưới phần ngực, là điểm này có chứa những cái động mạch hay là tiếp xúc với nhiều với da thịt sẽ tạo nên một cái mùi cuốn mũi và tự nhiên vô cùng. Hai vị trí còn lại thì Thoa thường lăn vào cổ tay như bao người thôi. Nhưng mà trải nghiệm cá nhân của Thoa khi mà gặp gỡ các đối tác hay là nhiều khách hàng nước ngoài thì cái văn hóa chào hỏi của họ là thường bắt tay hay là ôm. Thì trộm vía là mỗi lần tiếp xúc với họ luôn khen ngợi rằng Thoa sử dụng nước hoa tinh tế thế. Và nhiều bạn để mà mùi hương lưu lâu hơn thường dặn nhau là hãy xịt nước hoa như tắm, nhưng mà cái mùa hè thì không nên như vậy nha. Biết mẹo trên rồi thì hãy rút kinh nghiệm ngay nha mọi người. Và thứ hai là để xây dựng hình ảnh dùng nước hoa tinh tế, bạn cần phải biết những cái mẹo xịt nước hoa đúng với môi trường nữa nha. Mọi người hãy xem sắp tới là mình đi đâu, hãy xác định xem nếu như mà mình đi làm văn phòng hay là đi dạo phố hay là đi festival, party hay là tham gia các cái loại sự kiện ngoài trời thì các bạn sẽ dùng mùi hương như thế nào. Và thường là những cái lúc mà làm việc trong nhà hay là ở những cái không gian mà hạn chế ấy, thì Thoa sử dụng tiết chế lại để có thể tránh gây sự khó chịu cho những người xung quanh. Có thể là dùng ít hơn hoặc là mùi hương nhẹ nhàng hơn. Những cái dịp mà hoạt động ngoài trời hay là di chuyển nhiều cũng như là tiếp xúc với gió hay nắng thì Thoa sẽ dùng nhiều lên một chút những cái mùi hương năng động sảng khoái một chút để phòng cái trường hợp bay mùi quá nhanh nha mọi người. Nghe đến đây mà đi làm văn phòng vẫn tham sức cái mùi hương mùi nồng nàn quá thì đừng hỏi làm gì mà đồng nghiệp cũng ghét nha mọi người. Và mùa hè hoạt động nhiều lại sử dụng ít hơn thì vậy làm sao để cái mùi hương của bạn nó không bị nhanh bay mùi thì có phải là khó khăn quá không nhỉ? Gì đó? Nếu như mà chưa biết cách để giúp cho cái mùi hương của mình bám dai như đỉa đói thì hãy xem ngay những mẹo sau đây nhá. Nhiều bạn không thích da mình là da nhiều dầu đâu, nhưng mà khi sử dụng nước hoa da dầu lại là một lợi thế. Có thể cơ thể của bạn lưu hương không lâu do làn da của bạn sẽ quá khô, thiếu đi cái lượng dầu cần thiết để giúp cho mùi hương bám tỏa lâu hơn ở trên da của bạn. Và có một cách để cải thiện dễ dàng cho các nàng da khô chính là hãy thoa kem dưỡng ẩm sau khi tắm và trước khi dùng nước hoa. Kem dưỡng ẩm khi mà lên những cái vùng xức nước hoa đấy thì sẽ giúp cho da ẩm tốt hơn, từ đó giúp cho mùi hương nước hoa của bạn thẩm thấu và lưu hương dài lâu hơn. Và nếu muốn bỏ qua cái bước thoa kem này thì bạn có thể dùng nước hoa ngay sau khi tắm là một biện pháp giúp cho hương thơm bám tỏa khá tốt. Bước ra ngoài khỏi phòng tắm, da đủ độ ẩm, nước hoa cũng sẽ dễ dàng bám vào da hơn và lưu hương lâu hơn. Nhớ là ẩm thôi chứ không phải là ướt nhẹp rồi xịt nước hoa lên đâu nhá. Như thế thì nước hoa hay là tinh dầu của nước hoa nó sẽ trôi tuồn tuột mất thôi. Ngoài ra, Thoa cũng có một cách để hương thơm lúc nào cũng ở bên mình từ 8 cho đến 24 tiếng, đó chính là sử dụng tinh dầu nước hoa. Tinh dầu nước hoa thì nó sẽ giữ mùi lâu hơn.
và cũng có thể thoa sẽ sức lên quần áo của mình. Quần áo vải vóc thì sẽ vẫn luôn là lưu hương lâu hơn ở trên cơ thể gấp nhiều lần rồi. Đúng không? Khi mà bạn dùng tinh dầu nước hoa này, như là cái cổ áo của Thoa này, đã dùng cái tinh dầu nước hoa thì cũng phải là nửa tháng rồi, nhưng mà Thoa cũng sẽ vẫn ngửi thấy mùi hương. Và một điều nữa mà bạn cũng cần phải nhớ nhá, 10 điểm. nước hoa khi ở trên cơ thể có nhiều mồ hôi thì cái này do trải nghiệm cá nhân của Thoa thì Thoa mới biết nhá. Thoa là người khá là năng động, thích vận động nhiều, thường xuyên di chuyển và chạy bộ. Mỗi lần chạy như vậy thì lượng mồ hôi tiết ra khá là nhiều. Lỡ hẹn với bạn bè đi chơi thì tiện tay là Thoa sẽ sử dụng 3 đến 5 xót tinh dầu nước hoa này, không để ý mà đi ra ngoài. Khi đấy có gió tạt vào người mà Thoa nhận ra cái mùi của nó kinh khủng quá thì từ đó là Thoa sẽ chừa luôn. Thoa sẽ không xức nước hoa khi mà người mà đang không sạch hay là có nhiều mồ hôi nữa. Thì các bạn phải nhớ trường hợp đấy thì tránh, mình hãy dùng nước hoa khi mà trên cơ thể nó sạch sẽ, tinh tươm. Nếu như mà may mắn chưa gặp thì đừng dại mà lăn hay là xịt nước hoa bất cứ lúc nào nhá. Hãy để cho cơ thể của mình khô thoáng, sạch sẽ, tinh tươm nha. Và phần cuối cùng mà Thoa muốn nói đến đó chính là cách mà mình lựa chọn nước hoa cho mùa hè một cách tinh tế. Mùa hè là những cái thời điểm mà thích hợp để sử dụng những loại nước hoa có hương thơm tươi mát, nhẹ nhàng như là hương cam chanh, hương hoa cỏ, hương bạc hà, hương biển hoặc là những cái mùi hương dễ chịu khác nữa. Và bạn nên tránh những cái loại nước hoa có hương thơm nồng nặc, ngọt quá như là vani hay cà phê hay là gỗ đậm đà, hương nhang, khói cay hay là hương cay nồng của gia vị. Những cái loại nước hoa này có thể trở nên nồng gắt và khó chịu trong những thời tiết oi bức, đặc biệt là những ngày hè oi bức nha. Và biết cách chọn rồi thì nếu mà chưa chọn được cái chai nào phù hợp thì hãy tham khảo ngay ba chai nước hoa dưới đây của nhà Jubilee mà Thoa rất tâm đắc luôn nha. Chai đầu tiên là Don My Jubilee, mùa hè nào cũng cháy hàng luôn, bởi vì xuyên suốt ba tầng hương của em nó đều là cái sự thanh mát sảng khoái đầy sức sống của hương hoa cam, hoa đu đủ, hoa súng và hoa thủy tiên. Nghe đến hương liệu này thôi thì bạn cũng đủ đoán được xem cái mùi hương của em nó tươi mát, sảng khoái và dễ chịu như thế nào rồi, phải không nào? Đúng, đúng. Còn nếu mà chị em không thích mùi mát mà vẫn ưng những cái tông mùi hương có một chút gì đấy ngọt ngào thì Thoa gợi ý các chị em thử ngay Mid by Jubilee nha. Mid by Jubilee cũng là mùi hương ngọt nhưng mà đây là cái sự ngọt nhẹ, tươi tắn, trẻ trung, nhẹ nhàng của thiếu nữ mới lớn. Khá là định mũi và thu hút người đối diện bởi cái sự ngây thơ và nữ tính dịu dàng của em nó. Chị em nào mà muốn thử thì hãy click ngay vào đường link ở ngay dưới phần mô tả nhá. Và sự lựa chọn cuối cùng dành cho các anh con trai, đây là cái mùi hương mà mình thấy rằng là nó khá là tinh tế và nó khá là phong trần. Vip Men by Jubilee, đây là cái chai nước hoa mà đến 90% những người đàn ông xung quanh Thoa mà đã từng trải nghiệm thì cực kỳ yêu thích dành cho mùa hè, bởi vì chúng có một cái mùi khá là tươi mát, sảng khoái, nịnh mũi và mới lạ. Kể cả là mùa hè nắng nóng thì vẫn đừng quên giữ được cái sự phong độ đẹp trai của mình, nên là đừng quên xịt nước hoa mỗi ngày và đặc biệt là tinh dầu nước hoa cao cấp của nhà Jubilee nha. Anh chị em nào muốn thử thì hãy click ngay vào đường link bên dưới, Thoa để ở ngay dưới phần mô tả nhé. Và trong video ngày hôm nay thì Thoa đã liệt kê cho mọi người những cái tông hương nên và không nên dùng trong mùa hè, và đồng thời cũng gợi ý những cái mùi hương nên tránh và những mùi ưu tiên sử dụng trong những điều kiện thời tiết oi bức của mùa hè nha. Tất cả những cái sản phẩm xuất hiện trong video thì Thoa đều để ở ngay đường link bên dưới phần mô tả rồi nha. Và nếu như mà bạn thấy video này hay, bổ ích thì đừng quên hãy tặng Thoa một like, một lượt share và comment cái quan điểm của bạn về những cái chai nước hoa mà Thoa đã nhắc đến ở video, cũng như là những cái cách lựa chọn nước hoa mùa hè làm sao thật sự là tinh tế và cuốn hút nhá. Đừng ngần ngại, hãy cho Thoa một lượt theo dõi để cùng chờ đón những video hữu ích tiếp theo mới nhất đến từ Nguyễn Kim Thoa. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.